Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm Mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm Mạng thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì cũng là một cái năm mà gặp khá nhiều cái may mắn. Mọi việc thì đều thuận lợi hanh thông và trong năm cũng không có những biến động nào quá lớn. Và bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ là một cái năm mà cũng sẽ tiếp tục gặp may mắn do được cục diện tam hợp với Thái Tuế. Vậy thì trong năm 2025 thì những sự kiện gì sẽ đến với những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945? Xin mời quý vị cùng theo dõi để nắm được cái vận thế chi tiết cũng như là có những cái kế hoạch hoạch định giúp cho mình thâu thu được cái tài lộc may mắn và bình an. Thưa quý vị, những người tuổi Ất Dậu là những người sinh năm 1945, có thiên can là Ất, địa chi là Dậu. Người này có lá số là âm nam, có ngũ hành nạp âm là tuyển trung thủy, có cung mệnh là cung khảm trung thủy, được gọi là xứ ngọ chi kê, có nghĩa là gà gáy trưa, có xương con gà, tướng tinh con, cua, con nhà hắc đế, tử tánh, phú quý. Quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, những người này được trời sinh là số mệnh đắc tài phú quý. Số này đã định khi còn trẻ sẽ phải trải qua và chịu nhiều cái khó khăn vất vả, túng thiếu. Nhưng nhờ cái sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình nên sẽ được bề trên chứng giám và ban cho nhiều cái may mắn tài lộc. Càng già lại càng giàu có sung túc, an nhàn, hưởng cái cuộc sống vinh hoa phú quý bên con cháu. Năm 2024 năm Giáp Thìn là một cái năm gặp nhiều may mắn trên mọi cái phương diện của cuộc sống do được cục diện lục hợp Thái Tuế nó tương trợ. Bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ thì cái vận may đó vẫn còn tiếp tục đến với bản mệnh khi mà lại gặp được cục diện tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu là nó tương trợ, nó giúp đỡ. Trong năm 2025 năm Ất Tỵ này thì mọi phương diện đều được diễn ra theo cái chiều hướng tích cực, đặc biệt là về sức khỏe và gia đạo. Các chuyên gia tử vi học cũng có lời khuyên những người tuổi Ất Dậu thì quý vị đã sống được gì đến độ tuổi này là phúc đức cũng khá là dày. Quý vị bây giờ cần phải tập trung chăm lo cho sức khỏe của mình là cái vấn đề trên hết tất cả, đúng không ạ? Và không để quý vị chờ lâu nữa, ngay sau đây chúng ta cùng bước vào phân tích về cái lá số tử vi của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nam ạ. Thưa quý vị, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nam ạ, năm 2025 năm Ất Tỵ thì được cục diện là gì? Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Như vậy là gì? Được cái cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ nên đây là một cái khoảng thời gian mà những người tuổi Ất Tỵ gặp nhiều cái may mắn tài lộc. Nói chung ấy, công việc thì hanh thông thuận lợi, các mối quan hệ thì nó cũng diễn ra khá là hài hòa. Vì thế đây cũng là một cái năm mà quý vị có nhiều cái bứt phá lớn nếu như mà nắm bắt được cái vận thế của mình. Bên cạnh đó thì do được quý nhân giúp đỡ nên là cái vận trình sự nghiệp, gia đình cũng như là gia đạo được yên ấm bình an. Quý vị không phải lo lắng nhiều, cứ thanh thản hưởng thụ với cuộc sống bên con cháu, bên những người mình thương yêu nhất. Thưa quý vị, và trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì được cục diện tam hợp với Thái Tuế. Vậy nên những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy thì hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để được Thái Tuế tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tài lộc, tiền bạc cũng như là tăng cường cái sức khỏe của mình. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái vận may về tài lộc cũng như là gì, gia tăng cái sức khỏe may mắn cho mình, hóa giải những vận hạn của năm. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 nhé để thỉnh cái kim bài Thái Tuế giúp một năm bình an và may mắn. Thưa quý vị, năm 2025 năm Ất Tỵ thì chúng ta có cục diện là gì, những người tuổi Ất Dậu ấy thì có Ất Mộc ghép với Dậu Kim, là kim mộc là xung khắc. Vậy nên là gì, những người tuổi Ất Dậu ở cái thuộc lứa tuổi này ấy, thì tuổi đời ở gặp nhiều cái trở lực khó khăn ở cái thời tiền vận, nhưng mà trung vận và hậu vận thì họ hoàn toàn được thảnh thơi nhờ có nạp âm ngũ hành là nó tương sinh. Vậy nên là gì, nó sẽ thúc đẩy những người tuổi Ất Dậu thời còn trẻ ấy, thì phải có nỗ lực vươn lên phấn đấu vượt qua mọi trở ngại để tiến đến thành công. Những người tuổi Ất Dậu nam mạng thì nói chung ấy đã trải qua hơn 80 năm cuộc đời,
Nói chung đôi khi quý vị cũng tự hỏi là cuộc đời mình còn lại gì trong thời gian này. Hơn nửa đời quý vị dành cho cái sự nghiệp, gia đình, con cái. Và bây giờ là thời gian còn lại cũng không còn bao nhiêu để dành cho chính mình. Quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, vui vẻ. Việc gì muốn làm và ai nói sao thì cũng mặc kệ. Đó. Quý vị sống cho chính mình chứ không phải sống cho người khác. Những người tuổi Ất Dậu Nam Mạng là những người sống có chừng có mực và sống rất là gì hòa thuận với mọi người. Vậy nên quý vị hãy làm cho cuộc sống tuổi già của mình thật đa dạng, nhiều màu sắc với những cái người bạn tuổi già, những cái đội nhóm hoặc là những câu lạc bộ để vui chơi. Quý vị đừng lúc nào chỉ cũng nghĩ đến cho con cháu nữa. Và năm 2025, năm Ất Tỵ, thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 đã bước sang độ tuổi 81. Nói chung độ tuổi lên chức lão làng. Vậy nên cái vận trình của quý vị trong năm nay cũng có nhiều điều phải lưu ý đấy, để cho tuổi già được vui vẻ, khỏe mạnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì chúng ta cùng xét về các mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành. Thì chúng ta có thiên can là Ất đúng không ạ? Ất Dậu thiên can là Ất. Ất mà gặp Ất thì nó là gì? Nó là tỷ kiên. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2025 năm Ất Tỵ, cái tỷ kiên nó cũng sẽ mang lại nhiều cái điều may mắn cho những người tuổi Ất Tỵ gặp cục diện tỷ kiên chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy, thì quý vị sẽ trở nên là gì? Chỉn chu hơn và làm việc một cách là gì? Bình tĩnh hơn. Để đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt hơn và cẩn thận tỉ mỉ trong mọi việc, nên là thường không xảy ra cái vấn đề nào quá lo lắng. Đó. Tuy nhiên, những người tuổi Ất Dậu lại thường bỏ tỏ ra gì cô lập bản thân với mọi người, nên là đời sống tinh thần cũng không được vui vẻ cho lắm. Họ suy nghĩ nhiều nên là dễ xảy ra cái tâm bệnh. Và năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu này hãy chú ý nhiều đến những cái mối quan hệ với những người thân thiết xung quanh mình. Quý vị hãy tạo ra những cái mối quan hệ tốt đẹp với con cháu để gì cho cả nhà được yên vui, hưởng thụ trọn vẹn đời cuộc sống gì thảnh thơi của mình trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ này. Bên cạnh đó, trong cái địa chi tỵ của năm Ất Tỵ này thì nó ẩn tàng ba thiên can là Bính, Mậu và Canh. Và chúng ta có Ất gặp Bính thì nó là thương quan, Ất gặp Mậu thì nó là chính tài và Ất gặp Canh thì nó là chính quan. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cái cát tinh như là chính tài và chính quan. Đấy. Bên cạnh đó thì nó cũng có cái hung tinh thương quan nó lâm vận. Vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Đó, vẫn có những cái cơ hội để bứt phá, tiến đến thành công và gặp nhiều cái may mắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thì chúng ta xét này, Ất gặp Bính thì nó là thương quan. Gặp cái thương quan lâm vận thì những người tuổi Ất Dậu ấy cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Đấy. Hoặc là trong các mối quan hệ thì nó cũng xảy ra nhiều cái biến cố. Bên cạnh đó thì luôn có kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ tìm cách hãm hại và dẫn đến gì quý vị trở nên gì nóng tính hơn, đôi khi ấy, thì cũng khó giữ được cái bình tĩnh trước khi đưa ra những quyết định. Vậy nên để hóa giải cái tỷ kiên và cái thương quan này, hóa giải hạn tiểu nhân hãm hại, thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 Nam Mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 Nam Mạng. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta có Ất gặp Mậu thì nó là chính tài, đúng không? Chính tài nó cũng đem lại cái công việc, nói chung là những bác nào đang còn cống hiến, đang còn làm việc thì cũng sẽ gì có được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cái vận may thì nó luôn ở bên cạnh các bác. Bên cạnh đó chúng ta có Ất gặp Canh thì nó là chính quan. Cục diện chính quan này nó cũng sẽ giúp cho con đường quan vận hoặc là cái mối quan hệ nó được tốt lành hơn. Các bác cũng sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn trong công việc, trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho con cháu và tạo ra những mối quan hệ tốt để gì mọi người được thăng quan tiến chức. Đấy. Thưa quý vị, như vậy là gì? Xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi ấy, thì đây cũng là một cái năm mà quý vị cũng cần phải lưu ý. Nói chung là công danh sự nghiệp trong năm nay cũng không phải là cái ưu tiên hàng đầu, mà quý vị cần phải lưu ý cái sức khỏe của mình nhiều hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét sang cái vận hạn của năm. Thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 Nam Mạng ấy, năm nay là 81 tuổi rồi. 81 tuổi thì quý vị sẽ gặp cái sao hạn là cái sao Mộc Đức, đúng không? Và cái hạn năm là cái hạn Huỳnh Tuyền. Thưa quý vị, các cụ nói rằng là gì?
mộc đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ, thu đông dạng ngời. Bán buôn thì vốn một phát mười, gia môn rộn rã, nụ cười ấm no. Cái sao mộc đức này, nó là một cái cát tinh. Đấy. Nó được gì, khi mà được cát tinh này chiếu mệnh ấy, thì gia chủ sẽ gặp nhiều cái may mắn, an vui trong năm. À, cái sao mộc đức nó sẽ tốt nhất vào cái tháng 10 và tháng 12 âm lịch, tức là gì? Tháng 10 và tháng Chạp vậy. Nó quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để tiến hành những cái việc lớn trong cái cuộc đời của mình. À, tuy nhiên, quý vị cũng cần phải đề phòng những cái bệnh tật nó phát sinh, nhất là liên quan cái bệnh khí huyết trong cơ thể. Đó. À, thêm nữa là gì? Quý vị năm nay gặp cái hạn năm là cái hạn huỳnh tuyền. À, các cụ nói là gì? Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam queo đau mắt, đề phòng chân tay. À, dỡ khỏi tai nạn cũng dày ốm đau. Nói chung ấy, khi mà gặp cái hạn huỳnh tuyền thì quý vị thường xuyên mắc phải cái vấn đề liên quan đến sức khỏe, thậm chí có thể đe dọa đến cái bản thân. Đấy. À, những gia chủ tuổi Ất Dậu sẽ gì, nếu mà gặp hạn này sẽ thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, choáng váng mà không rõ được nguyên nhân. Nếu mà cứ để tình trạng này nó kéo dài thì dễ dẫn đến suy nhược cơ thể, sức khỏe thì sa sút, không có tinh thần, gây ra nhiều cái hệ lụy, ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống sinh hoạt của gia chủ. Thì ngoài ra, cái hạn huỳnh tuyền nó còn nhắc nhở những cái tai nạn về sông nước, về những nguy cơ cao và bị thiệt mạng. À, để hạn chế những cái tác động xấu do cái hạn huỳnh tuyền gây ra, thì những người tuổi Ất Dậu cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn, thường xuyên bổ sung cái thực phẩm đấy và nâng cao cái sức đề kháng cho mình, ăn uống đúng bữa, đúng giờ giấc một cách khoa học và luôn cho mình cái không gian nghỉ ngơi thư giãn. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên cẩn thận với những cái việc liên quan đến con đường sông nước, con đường thủy. À, vì thế, để gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, Nam Hạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo. Cái minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Đấy. Khi mang theo bên mình ấy, thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như là gì, giúp gia tăng cái may mắn tài lộc. Bên cạnh đó, đây là cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm, sẽ giúp cho quý vị gì có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Minh quang pháp bảo đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, Nam Mạng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã xét qua về cái tổng quan vận hạn của năm 2025, năm Ất Tỵ, đúng không ạ? Chúng ta biết ấy, thì trong năm nay ấy, những người tuổi Ất Dậu, Nam Mạng sinh năm 1945 ấy, thì ngoài những cái thương quan và cái vận hạn này ra ấy, thì năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu ấy lại gặp cái lưu niên gì? Quan phù và phi liêm. Đấy. Vậy nên có quan phù và phi liêm nó nhập mệnh, vậy nên nó dự báo trong năm sẽ gì không được suôn sẻ với những người tuổi Ất Dậu, nhất là về sức khỏe và cuộc sống thì gặp nhiều chuyện thị phi. Nói chung ấy, những người tuổi Ất Dậu có thể mắc phải những căn bệnh khó chữa, cơ thể thì suy yếu, nếu mà không biết chăm sóc, quan tâm đúng mức về sức khỏe thì tình hình ngày càng có thể là xấu đi. Thì ngoài ra ấy, các chuyên gia tử vi học cũng dự báo sẽ xảy ra những cái tranh chấp đấu tố liên quan đến giấy tờ pháp luật. Vậy nên trong năm 2025 ấy, những người tuổi Ất Dậu, Nam Mạng khi mà làm gì cũng cần phải có quyết tâm cao. Quý vị nên nhớ tuyệt đối không đứng ra vay mượn hoặc là ký giá vay tiền hoặc là cắm nhà cắm cửa cho ai đó vay tiền. Đó. Thưa quý vị, như vậy tổng quan lại thì xét về cái mối quan hệ thiên can, ngũ hành, âm dương, địa chi cũng như cái vận hạn sao chiếu mệnh thì chúng ta thấy là bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ, mặc dù là được cục diện tam hợp thái tuế nó tương trợ giúp đỡ, nhưng cái vận trình của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 Nam Mạng ấy thì cũng không được mấy khả quan cho lắm, nhất là về cái sức khỏe. Đấy, bởi vậy quý vị hãy gì gạt bỏ hết những cái lo lắng sang một bên để mà vui vẻ quây quần bên con cháu. Quý vị vẫn có thể sống một cái cuộc đời bình yên, không tai ương, không bệnh tật là cái điều vui lớn nhất đối với quý vị. Vậy nên những người tuổi Ất Dậu cũng hãy lên nhớ đấy, mình đã già sức yếu nên là cần phải nỗ lực từng ngày đấy, cần phải vui vẻ hơn trong cuộc sống để cho cuộc sống nó không quá nhiều cái lo toan. Quý vị hãy thôi lo lắng việc này việc nọ, nói chung đấy, quý vị đã lo hết được gần hết đời người rồi, giờ là lúc cần phải nghỉ ngơi chăm sóc bản thân nhiều hơn, hãy làm việc một cách là gì thư thái và hãy làm cho cuộc sống của mình
nó có thêm nhiều cái ý nghĩa, tràn đầy cái niềm vui và tiếng cười quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về cái tổng quan vận hạn âm dương ngũ hành. Đấy, cũng như là gì các mối quan hệ và gì đưa ra được kết luận, nói chung là những người tuổi Ất Dậu năm 2025 năm Ất Tỵ thì cũng là một cái năm mà cũng gặp khá nhiều cái gian nan đấy. Tuy nhiên các mối quan hệ thì nó khá là tốt lành, vậy nên thì có gặp khó khăn thì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ, và cái vận may nó vẫn sẽ đang tìm đến với những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng xét về cái vận hạn của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nam mạng trong chi tiết từng tháng, xem tháng nào tốt, tháng nào xấu và quý vị cần phải lưu ý những cái điều gì. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tháng riêng là tháng Mậu Dần, đúng không ạ? Chúng ta có dần mộc gặp gì Dậu kim, kim mộc là xung khắc, vậy nên là gì, do cái cục diện xung khắc về cái ngũ hành ấy, nên là trong cái tháng này những người tuổi Ất Dậu sẽ gặp nhiều cái khó khăn, các mối quan hệ thì nó gì lâm vào bế tắc hay xảy ra những tranh cãi, những mâu thuẫn. Bên cạnh đó thì Ất Dậu mà Mậu Dần thì trong cái tháng này thì gì ngũ hành nó xung khắc nên là sức khỏe nó cũng bị giảm sút, các mối quan hệ thì cũng gặp nhiều cái khó khăn. Thêm nữa trong cái thời gian này những người tuổi Ất Dậu thì cũng gặp phải cái cục diện là gì lâm quan nó nhập mệnh, nó cho thấy là trong tháng này thì những người tuổi Ất Dậu sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trên mọi khía cạnh. Tuy nhiên lại có cái gì hung tinh đà la nó cản trở, vậy nên nó gây ra cái sự tổn hại lớn cho những người tuổi Ất Dậu trên các phương diện, đặc biệt là sức khỏe. Tinh thần của quý vị thì không được tốt, đôi khi cảm thấy buồn lòng vì một số chuyện đã qua. Nhưng mà quý vị hãy đừng có lo lắng quá nhiều, hãy thoát ngay ra khỏi cái cảm xúc tiêu cực đó. Gia chủ không nên u sầu lo lắng vì những cái chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới giúp cho những người tuổi Ất Dậu có được một cái sức khỏe tốt được. Thêm nữa trong tháng lại có lưu niên quan phủ nó xuất hiện, như một lời nhắc nhở đến những người tuổi Ất Dậu trong tháng này cần phải chú ý đến những cái chuyện liên quan pháp luật, chính quyền. Bên cạnh đó thì trong cái vòng thái tuế thì có liên liên gì phúc đức và thiên đức nó chiếu mệnh, vậy nên trong thời gian này thì nó cũng gì có những cái tác động tích cực làm cho những người tuổi Ất Dậu ấy nói chung là cũng có nhiều cái phúc đức, nhờ được cái sự giúp đỡ của những người khác mà những người tuổi Ất Dậu ấy cũng sẽ gì có thể là truyền đạt được cho lớp trẻ những cái mong muốn của mình và giúp họ tiến đi nhanh hơn trên cái con đường công danh sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhờ có phúc đức và thiên đức nó chiếu mệnh nên là gì cuộc sống của những người tuổi Ất Dậu ấy trong cái tháng này cũng sẽ được thảnh thơi hơn. Đấy. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 2 âm lịch, nó là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão chúng ta có cục diện là Mão và Dậu là tương xung. Đó. Trong tháng này lâm vào cục diện tương xung nên là nó báo hiệu những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy, nói chung ấy nó cũng sẽ gặp khá nhiều chuyện không hay đến với quý vị. Nói chung ấy, trong tháng này thì quý vị cần phải lưu tâm đến cái vấn đề sức khỏe và gia đạo. Đó. Thêm nữa là có lưu niên quan đới nó nhập mệnh, thì cái quan đời nó chủ về cái chuyện hỷ sự, may mắn, phú quý, nhưng mà cũng có nhiều cái vất vả. Có thể những người tuổi Ất Dậu phải lo lắng nhiều cho công việc của con cháu trong nhà, cũng như là gì cho chính bản thân mình. Sức khỏe trong cái thời gian này cũng không được tốt cho lắm, dễ mất ăn mất ngủ, tinh thần thì uể oải hay mắc các bệnh vặt do thời tiết nó giao mùa. Cái điều này do bản thân mình cũng đang có quá nhiều cái chuyện căng thẳng và áp lực mà chưa tìm được cách giải tỏa đấy, khiến cho thì tinh thần nó dễ bị suy nhược, nghỉ ngơi thì không về đủ, sức khỏe thì sẽ càng ngày càng đi xuống. May mắn là trong cái thời gian này ấy, lại xuất hiện cái gì cái lộc tồn của cái bác sĩ, đặc biệt là cái bác sĩ nó cũng báo hiệu là gì đây là một cái sao nó mang về cái sự thông tuệ sáng suốt, là một cái sao giải thần, nó sẽ giúp gì hóa giải cái vận trình gì về sức khỏe đó. Vậy nên là gì có bệnh nặng thì cũng dễ chữa khỏi, hoặc là gì bệnh nhẹ thì có thể là gì được quý nhân tương trợ và cũng không có gì phải lo lắng cả. Những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy thì nói chung ấy, thời gian này sự nghiệp, tiền tài không còn là cái nỗi lo lắng hàng đầu nữa. Sức khỏe mới là điều mà những người tuổi Ất Dậu cần phải lưu tâm trong thời gian này. Thời trẻ đã mải mê với công việc thì lúc này chính là cái thời gian để quý vị nghỉ ngơi và hưởng thụ những thành quả lao động của mình. Nói chung ấy, cái tháng này là một cái tháng mà quý vị cần phải lưu tâm đến sức khỏe nhé. Cái tháng Mậu Dần, tháng Giêng vậy.
2 tháng này cần chú ý sức khỏe của mình. Tiếp theo chúng ta xem tháng 3 là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn chúng ta có cục diện là Thìn Dậu là lục hợp. Đó. À, cái cục diện lục hợp nó cũng mang đến cái sự nâng đỡ kịp thời mỗi khi mà những người tuổi Ất Dậu gặp khó khăn. Đấy. À, hoặc là rơi vào bế tắc. Tiền bạc thì cũng được hanh thông thuận lợi, sức khỏe thì tốt, gia đạo thì yên ấm. À, trong cái tháng này thì có lưu niên mộc dục với nhân mệnh, nó báo hiệu là những người tuổi Ất Dậu ấy thì mọi việc trong ấm ngoài êm, các mối quan hệ giữa gia đình, bạn bè, họ hàng thì sẽ ra khá là tốt. Mọi thứ nó đều được hài hòa, tốt đẹp. Nhờ cái thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà những người tuổi Ất Dậu luôn được mọi người yêu mến và kính trọng. Đặc biệt trong cái tháng ba âm lịch nó có lưu niên lực sĩ. Lực sĩ nó sẽ gì? Nó là một cái cát tinh chiếu mệnh, nó khiến cho sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu sẽ được ổn định hơn, không gặp phải cái vấn đề nào quá nghiêm trọng. Nếu mà có bệnh ấy thì cũng chỉ là những bệnh qua loa, hợp thầy hợp thuốc và cũng sẽ sớm được chữa khỏi. Ở trong tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu ý có cái trực phù và cái kình dương này. Nó cũng là một cái hung tinh, nó báo hiệu là vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập hãm hại các bác trong thời gian này nhé. Vậy nên các bác cũng cần phải lưu ý, đừng có mà chủ quan khinh địch nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 4 là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ chúng ta cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Trong cái tháng này thì cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn, tài lộc cho công việc. Nói chung ấy, mọi việc đều được hanh thông thuận lợi, khó khăn thì cũng được quý nhân đứng ra giúp đỡ. Thêm nữa lại gặp cái lưu niên trường sinh, nên là gì, trong thời gian này quý vị sẽ rất may mắn đấy. Tình hình sức khỏe thì cũng được cải thiện nhiều, ít ốm đau bệnh tật do trái gió trở trời nữa. Một số căn bệnh tuổi già cũng theo gia chủ từ lâu ấy thì đến cái thời điểm này nó cũng không còn nguy hiểm như trước nữa, hợp thầy hợp thuốc và sẽ sớm được chữa khỏi. Gia chủ sẽ có một cái tinh thần thoải mái vui vẻ, đúng không? Lại thêm cái sao Thanh Long nữa, nó lại càng chủ thêm cái sự vui vẻ, thêm người thêm của đối với những người tuổi Ất Dậu 1945. Như vậy là gì? Cái tháng 4, đấy, tháng 4 âm lịch, tháng Tân Tỵ này, đây cũng là một cái tháng tốt nhé, tháng tốt. Đấy. Nói chung là mọi mặt thì đều được gì? Đều thuận lợi, không gặp quá nhiều cái khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tháng 5 âm lịch. Tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ, đúng không ạ? Chúng ta có Ngọ mà gặp Dậu thì là cục diện là tương phá. Nói chung gặp cục diện tương phá này thì nó cũng gây khó khăn, trắc trở, nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái trắc trở cho công việc cũng như là cho cuộc sống. Thêm nữa thì chúng ta có Ngọ hỏa lại gặp gì, Dậu kim. Nói chung là hỏa kim là xung khắc, vậy nên sức khỏe trong tháng này nó cũng bị suy giảm, các mối quan hệ nó cũng trở nên là gì, bế tắc và không được hanh thông như trước nữa. Nhưng mà may mắn là trong tháng này có lưu niên dưỡng nó nhập mệnh, nên là đây cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi Ất Dậu sẽ khá là nhiều nhiệt huyết, cẩn thận, tỉ mỉ. Tuy nhiên, cái thái độ cứng nhắc, thiếu cởi mở trong cái tháng này có thể khiến cho các mối quan hệ của những người tuổi Ất Dậu với các thành viên hoặc là với các đối tác của mình ấy, gặp nhiều cái khó khăn. Đấy, trong cái quá trình là giao tiếp, khó có thể có được cái tiếng nói chung. Thêm nữa lại gặp cái hung tinh tiểu hao, nó ám ngữ. Nó báo hiệu là những người tuổi Ất Dậu ấy cần phải chuẩn bị tinh thần và gì, mình dễ bị gì, bị hao hụt về tài chính. Có thể là do gì, quý vị làm ăn bị thất bát, cũng có thể là gì, do thời gian này sức khỏe nó kém và gì, phải bỏ một cái khoản tiền không hề nhỏ để chữa bệnh. Vậy nên quý vị hãy chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt. Bên cạnh đó phải có phương án quản lý tài chính thật chặt chẽ để có kế hoạch dành dụm cho bản thân khi ngày càng già đi. May mắn trong cái tháng này lại có lưu niên thiếu dương nó chiếu mệnh, vậy nên nó cũng mang lại nhiều cái phúc đức cho bản mệnh, nên là gì, nó cũng sẽ hóa giải được phần nào cái khó khăn trong tháng này. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ là tháng 6 là tháng Quý Mùi. Tháng 6 Quý Mùi thì chúng ta có Mùi Thổ sinh cho Dậu Kim. Đấy, nói chung ấy, trong tháng này thì được cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên là sức khỏe nó cũng tốt lên và các mối quan hệ thì nó cũng sẽ được hòa hợp hơn. Ở dưới tác động của thêm cái nguyệt lệnh lâm vào đất thai nữa, đâm ra ấy, thì những người tuổi Ất Dậu cũng thường xuyên nhẹ dạ cả tin và đôi khi dễ bị dẫn đến hiểu lầm và đưa ra những quyết định không đúng đắn, có thể dẫn đến chuyện tiền mất tật mang. Trong thời gian này gia chủ thường xuyên xúc động và hoặc là tức giận. Đấy. Điều này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe và cái tinh thần của gia chủ, có thể dẫn đến mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, hệ thần kinh. Nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì những người tuổi Ất Dậu hãy nên bình tĩnh xử lý mọi chuyện thì rồi sẽ được êm đẹp và sẽ sớm được giải quyết mà thôi. Thêm nữa trong tháng này nó có lưu niên tăng môn,
tăng môn nó chủ chuyện tăng tóc buồn phiền nó xuất hiện. Vậy nên nhắc nhở những người tuổi Ất Dậu cần phải cẩn trọng về cái sức khỏe của mình, đặc biệt là trong vấn đề đi lại ấy. Nếu mà có nhu cầu đi xa ấy, hoặc là có dấu hiệu bất thường nào trong cơ thể thì quý vị cũng cần phải đi khám ngay bác sĩ ngay. Và trong vấn đề đi lại cũng phải đề phòng cái chuyện là gì, tai nạn cũng như là gì, các họa huyết quan nó gây ra. Thì ngoài ra ấy, trong thời gian này gia quyến cũng có nhiều cái tin không vui liên quan đến chuyện gì, tăng tóc buồn phiền trong gia đình. Tiếp theo chúng ta xem tháng 7 âm lịch là tháng Giáp Thân. Trong tháng Giáp Thân này chúng ta có Thân gặp Dậu là cục diện tỷ hòa, hơn nữa Thân Dậu Tuất đó là cục diện tam hội. Vậy nên là trong tháng này này, những người tuổi Ất Dậu ấy, nói chung ấy, sức khỏe thì cũng tốt lên và các mối quan hệ thì nó cũng sẽ đi dần dần vào ổn định hơn, nó không còn gặp nhiều cái xung khắc và bế tắc nữa. Thêm nữa trong tháng, nói chung tháng này không may mắn do có lưu niên tuyệt nó nhập mệnh đấy, nên nó đẩy mọi thứ nó theo cái chiều hướng không như quý vị mong muốn và khó có thể lường trước được. Các mối quan hệ thì cũng gặp nhiều cái rắc rối, thiếu đi cái sự hài hòa. Nói chung ấy, bản mệnh thì có xu hướng xấu khép mình, nhưng mà thì vẫn không tránh được những cái rắc rối thị phi từ trên trời rơi xuống. Cũng may là trong tháng này có những cái cát tinh như là Thiếu Âm, Tấu Thư và cái Thiên Việt. Đặc biệt là cái Thiên Việt đó là âm quý nhân, nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là gì, đôi khi những khó khăn ấy cũng là những thử thách và để quý vị biết được lòng người. Lại thêm cái Thiếu Âm và cái Tấu Thư nữa, nó khiến cho cuộc sống của những người tuổi Ất Dậu cũng được hài hòa hơn. Gia chủ sẽ nhận được nhiều sự tin tưởng, yêu thương của con cháu cũng như là gì, mọi người xung quanh. Đó. Vậy nên cái tháng này cũng là một cái tháng khá là cát lành nhé, cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Đó. Tiếp đến là tháng 8 âm lịch là tháng Ất Dậu. Tháng 8 âm lịch là tháng Ất Dậu thì Dậu là cục diện tự hình. Nói chung ấy, trong cái tháng này thì quý vị cũng sẽ gặp nhiều vấn đề không may về sức khỏe, nhất là gì, cái chuyện khẩu thiệt thị phi. Đặc biệt quý vị cần phải lưu ý. Đó. Thêm nữa lại có lưu niên nó lâm vào đất mộ. Đấy. Nó dự báo là những cái điểm không tốt đến sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu trong cái thời gian này. Vậy nên quý vị cũng cần phải đề phòng nhé. Quý vị có thể gặp phải những cái chấn thương do bị ngã do khi di chuyển. Tuổi đã cao, quá trình lão hóa tự nhiên nó khiến cho xương loãng và cái cơ bắp nó cũng dần mất đi cái sức mạnh cũng như cái sự linh hoạt. Nên quý vị đi lại cần phải hết sức cẩn thận, lưu tâm. Thì ngoài ra, dù gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống thì cũng không nên suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, kiểu nó tác động không tốt đến tinh thần. Quý vị hãy nghĩ thoáng hơn một chút và luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan. Bên cạnh đó, trong tháng này lại có Quan Phù và Phi Liêm. Nó nhắc nhở những người tuổi Ất Dậu trong cái tháng này thì sẽ xảy ra những chuyện tranh chấp đấu tố liên quan đến giấy tờ pháp luật. Bởi vậy, những người tuổi Ất Dậu ấy cần phải cẩn thận nhé khi mà ký kết bất kỳ loại giấy tờ nào, đặc biệt là muốn sang tên đất đai cho con cháu hoặc là muốn gì có của để dành để lại thì cũng cần phải nên cân nhắc thật kỹ lưỡng nhé. Đó. Tiếp đến chúng ta xem tháng 9 là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì gặp cục diện là gì? Dậu và Tuất là lục hại. Đấy, Dậu và Tuất là lục hại. Nói chung ấy, gặp cái cục diện lục hại này nó cũng khiến cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy gặp khá nhiều cái trắc trở khó khăn. Bên cạnh đó lại có lưu niên gì tử phù và tăng môn. Đấy. Vậy nên cái tử phù nó chủ về cái sự rắc rối. Đấy. Những người tuổi Ất Dậu cần phải đặc biệt chú ý về sức khỏe của mình. Có bệnh thì phải đi khám chữa ngay. Đi lại cần phải cẩn thận, kẻo gặp họa huyết quang. Quý vị cũng nên gì giữ cho mình cái tâm thoải mái để đẩy lùi mọi khó khăn, mọi bệnh tật. May mắn là trong tháng này vẫn có cái ông gì, ông Hỷ Thần, ông chiếu mệnh. Vậy nên là gì, quý vị vẫn có sự vui vẻ may mắn trong thời gian này. Dù có bệnh nặng đến đâu ấy, thì cũng sẽ được chữa khỏi, gặp được thầy thuốc, hợp thầy hợp thuốc và gì nhanh chóng bình phục. Đó, tháng này cũng là một cái tháng nói chung ấy, quý vị cũng cần phải lưu ý đến các mối quan hệ của mình nhiều hơn nhé, chủ yếu là các mối quan hệ xung với mọi người xung quanh. Tiếp theo chúng ta xem tháng 10 là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi thì chúng ta có gì lưu niên bệnh nên nhập mệnh. Đó. Lại thêm cái ông gì ông bệnh phù nữa. Nói chung là tháng này chắc chắn chú ý về sức khỏe rồi. Trong cái tháng này thì những người tuổi Ất Dậu dễ bị mất ăn mất ngủ, tinh thần thụy uể oải, hay mắc những bệnh lặt vặt thị phi do thay đổi thời tiết. Cái điều này do bản mệnh đang có nhiều cái chuyện căng thẳng và những cái áp lực mà chưa tìm cách để có thể giải tỏa hết được, khiến cho tinh thần bị suy nhược, nghỉ ngơi không được đủ, sức khỏe thì ngày càng đi xuống. Đành rằng ở cái tuổi này thì sức khỏe nó dần dần nó suy yếu đi do hệ miễn dịch nó suy giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già,
nhưng cũng là do quý vị chủ quan, không quan tâm. Vậy nên là gì? Cần phải lưu tâm trong vấn đề này. Gia chủ cần phải chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao và tập vận động để cơ thể nó được khỏe mạnh hơn. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 11 là tháng Mậu Tý. Trong tháng Mậu Tý thì chúng ta có Tý gặp Dậu là cục diện là gì? Là tương hình, tương phá. Vậy nên trong tháng này thì nói chung ấy, cái sức khỏe nó cũng sẽ bị đi xuống. Các mối quan hệ thì nó cũng gì? Cũng không được tốt cho lắm. Thêm nữa, lại có lưu niên suy nó nhập mệnh. Nên là gì? Nó cũng báo hiệu sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu trong thời gian này có dấu hiệu đi xuống. Đấy. Nhất là các vấn đề liên quan đến đường hô hấp. Theo quy luật tự nhiên ấy, thì ở độ tuổi này các cơ quan nó cũng dần dần bị lão hóa, suy yếu rồi. Nên là ấy, quý vị cũng cần phải là gì? Hết sức lưu tâm. Trong thời gian này thì nói chung ấy, quý vị cần phải giữ ấm cho cơ thể và đừng có để gì mình bị lạnh quá. Đó. Đi ra ngoài thì cũng cần phải trang bị đầy đủ những cái quần áo cũng như là gì các trang phục để làm sao cho mà gì giữ được ấm cơ thể trong tháng này. Tiếp theo ấy, chúng ta xem tháng 12 là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu tháng 12 được cục diện là Tỵ Dậu Sửu là cục diện tam hợp. Nói chung ấy, cái cục diện tam hợp Thái Tuế nó ghé thăm lại gì? Lại được cái lưu niên đế vượng nó nhập mệnh nữa. Tức là trong thời gian này thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy thì quý vị sẽ gì? Nói chung được đế vượng nó nhập mệnh thì đây cũng là một cái thời gian tốt, khá là hưng vượng. Đấy, về tài lộc, công danh cho những người tuổi Ất Dậu 1945. Và bên cạnh đó thì trong tháng lại có lưu niên Bạch Hổ và cái phục binh. Đấy, một ông thì chủ về tai nạn thị phi, một ông là chủ về gì? Cái chuyện thị phi, cái chuyện kẻ tiểu nhân hãm hại. Vậy nên là gì? Đôi khi hai cái hung tinh này nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu. Sức khỏe thì không được tốt, có điểm báo bị tang thương tai nạn, mất máu. Đó. Tháng cận kề cuối năm, gần ăn Tết rồi thì bản mệnh suy nghĩ nhiều vấn đề, cơ thể thường xuyên đau yếu, kém ăn kém ngủ. Thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cho cơ thể bị suy nhược. Đấy. Nếu mà cảm thấy cơ thể mình không khỏe thì gia chủ cũng nên lập tức khám chữa bệnh ngay, không nên cố gắng chịu đựng kiểu bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn. Trong cuộc sống hàng ngày thì quý vị nhớ sinh hoạt điều độ, suy nghĩ một cách lạc quan tích cực, vận động hợp lý để cải thiện cái sức khỏe của mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa xét về cái tử vi, vận trình tử vi của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 Nam Mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Thì đây là một cái năm mà quý vị cần phải chú ý đặc biệt đến cái phần sức khỏe của mình nhé. Đó. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế của mình trong năm 2025 và đưa ra được những cái phương án đấy, cũng như là nắm bắt được cái vận thế để gì hóa giải những xung sát thị phi và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi năm 2025 năm Ất Tỵ của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái năm 2024 ấy, năm Giáp Thìn là một cái năm mà cũng khá là may mắn về cả tài vận lẫn sự nghiệp của những người tuổi Ất Dậu. Đặc biệt là sức khỏe trong năm ấy thì cũng sẽ được tốt, đúng không ạ? Và bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ lại là một cái năm mà lại được cục diện là tam hợp với Thái Tuế nó nâng đỡ nữa. Nên là cái vận trình của những người tuổi Ất Dậu, nữ mạng, nói chung sẽ gặp khá nhiều cái may mắn, tài lộc thì hanh thông. Vậy thì trong năm 2025 năm Ất Tỵ, cái vận thế của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng sẽ ra sao? Cát hung thế nào? Và có những cái điều gì khiến cho quý vị cần phải lưu tâm trong cái thời gian này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học đấy, thì trong cái số lục thập hoa giáp, những người tuổi Ất Dậu nữ mạng sinh năm 1945 ấy, thì sinh ra nói chung ấy, cũng đã phải vất vả khắc khổ hơn là những người khác. Tuổi trẻ thì khá là vất vả lận đận, vận đen thì nó liên tục đeo bám, nhiều lần thì cũng phải rơi vào cái bế tắc, cứ tưởng là buông xuôi số phận nhục nhã. Nói chung ấy,
Cả đời thì cũng không thể gì, cứ nghĩ mình là khó có thể phấn đấu lên được. Nhưng vì những người tuổi Ất Dậu, nữ mạng này này, với cái tính cách chân thực, ăn ở lại hiền lương, cuộc đời thì sau 40 tuổi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, được quý nhân phù trợ. Về trung vận thì và hậu vận khá là sung túc, con cháu thì đủ đầy, gia đạo thì an yên, an vui. Và cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì được dự đoán là một cái năm bình ổn may mắn với những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, nữ mạng. Cục diện bình hòa xuyên suốt tạo cái vận khí ổn định giúp cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy, nói chung ấy, sẽ cân bằng được cái chi tiêu tài chính và cái sức khỏe cũng được ổn định hơn. Và để biết rõ hơn cái vận trình năm 2025 năm Ất Tỵ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng luận giải chi tiết về cái lá số tử vi của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng nhé. Thưa quý vị, năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu được cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Vậy nên trong cái thời gian này được cục diện tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ, nên đây cũng là một cái thời điểm khá là may mắn thuận lợi cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Vì thế, để gia tăng cái vận thế của mình thì những gia chủ tuổi Ất Dậu 1945 nữ mạng này này, quý vị hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm nó được suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Đấy. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trong năm nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta biết ấy, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng trong năm 2025, đây là một cái năm cũng được khá nhiều cái cát tinh nó soi chiếu. Đấy. Chúng ta biết những người tuổi Ất Dậu là những người sinh năm 1945, người này có thiên can là Ất, có địa chi là Dậu. Người này có lá số là âm nữ này, âm nữ, đó. Có ngũ hành bản mệnh là tuyển trung thủy, có cung mệnh là cung khảm thuộc thủy, được gọi là sướng ngọ chi kê, có nghĩa là gà gáy trưa, có xương con gà, tướng tinh con cua, con nhà hắc đế, tử tánh, phú quý. Những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, nữ mạng, thì chúng ta có thiên can là Ất, đúng không? Thiên can Ất gặp địa chi là Dậu, Ất Mộc gặp Dậu Kim, đấy. Nói chung đấy, kim khắc mộc đấy, tức là chi khắc can. Những người tuổi Ất Dậu thuộc lứa tuổi có nhiều cái trở lực, trở ngại và cái nghịch cảnh ở thời tiền vận, trung vận và hậu vận thì họ sẽ an nhàn và thảnh thơi hơn, nhờ đạo âm nó trung hòa và gì cái độ khắc giữa cái thiên can địa chi nó cũng sẽ gì tạo ra một cái sự phấn đấu của bản thân để vươn lên vượt mọi cái chông gai, mọi cái khó khăn. Thưa quý vị, những người tuổi nữ mệnh tuổi Ất Dậu thì nhiều người cho rằng chỉ cần dành dụ được nhiều thì cuộc sống về già mới có thể là được tự do, sung túc. Mà quên mất rằng không có sức khỏe thì cái đồng tiền kiếm được nó trở nên vô nghĩa. Ở đời quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Bởi vì con người sống là còn có hy vọng, có sức khỏe thì có tất cả. Nếu mà chỉ có tiền bạc và địa vị mà không có sức khỏe thì cái cơ hội nó cũng sẽ mất đi. Tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Khi về già thì bản mệnh lại càng quý trọng cái sức khỏe của mình hơn. Tuổi tác càng cao thì cơ thể càng yếu. Bởi vậy, ở cái độ tuổi 81 thì nói chung ấy, điều mà quý vị quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của bản thân và được gì quây quần bên con cháu nhiều hơn là cái tiền bạc công danh sự nghiệp. Quý vị thân mến, sau đây chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành để chúng ta cùng luận đoán chi tiết về cái vận thế của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng nhé. Thì trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì chúng ta có gì? Có thiên can là Ất, đúng không ạ? Chúng ta có Ất gặp Ất thì nó là bình hòa, nó là gì? Ất gặp Ất thì nó là tỷ kiên. Nói chung ấy, tỷ kiên nó cũng đưa ra những cái tin không tốt đối với những người tuổi Ất Dậu. Gia chủ thường tự cô lập bản thân với mọi người nên đời sống tinh thần thì cũng không được vui vẻ cho mấy. Quý vị hay suy nghĩ gì nhiều nên là rất dễ nảy sinh ra các bệnh tật, đặc biệt là tâm bệnh. Cái năm 2025 năm Ất Tỵ này thì quý vị nên chú ý nhiều hơn về các mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Quý vị hãy tạo dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp với con cháu, với hàng xóm láng giềng để gì? Để được hưởng vui vẻ, hạnh phúc, tận hưởng cái tuổi già của mình. Đó. Xét về cái mối quan hệ địa chi thì chúng ta có Dậu gặp Tỵ, đúng không? Tỵ gặp Dậu nó là cục diện tam hợp. Thì được cục diện tam hợp thái tuế nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên các phương diện trong năm thì nhìn chung là khá là bình ổn. Những người tuổi Ất Dậu nữ mạng ấy, thì có tâm lý là buông xả, không ôm đồm mọi việc. Vậy nên là gì?
quý vị sẽ sống chủ yếu cho bản thân. Và trong thời gian này thì các mối quan hệ nó cũng hài hòa tốt đẹp, cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là có khó khăn, có trắc trở gì thì cũng sẽ dễ dàng được giải quyết. Đó. Thưa quý vị, chúng ta biết trong năm 2025, năm Ất Tỵ thì xét về cái mối quan hệ địa chi, đúng không? Thiên can ẩn tàng, thì chúng ta có địa chi tỵ nó sẽ ẩn tàng ba thiên can là Bính, Mậu và Canh. Đó. Chúng ta có Ất gặp Bính thì nó là thương quan. Đó. Ất gặp Mậu thì nó là chính tài, và Ất gặp Canh thì nó là chính quan. Đó. Như vậy là gì? Trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì vẫn có những cái cát tinh như là chính quan và chính tài nó tương trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó nó có cái hung tinh thương quan. Đó. Nói chung ấy, trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì Ất gặp Bính là thương quan thì bị thương quan lâm vận ấy, nên là công việc của những người tuổi Ất Dậu sẽ trở nên khó khăn hơn. Các mối quan hệ cũng trở nên có nhiều cái lục đục, và trong thời gian này quý vị cũng cần phải lo nghĩ nhiều, nên là cũng khó giữ gìn được cái sức khỏe của mình. Đấy. Quý vị hãy nên gì? Buông xả bản thân, đừng có nghĩ ngợi quá nhiều. Cái tuổi này rồi thì cũng không nên lo lắng về công việc sự nghiệp quá, tiền bạc cũng đừng nên lưu tâm quá, mà tập trung giữ gìn cái sức khỏe của mình, luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn, và gì? Tận hưởng nốt cái tuổi già bên con cháu. Bên cạnh đó thì trong năm cũng may mắn là được gì? Ất gặp Mậu thì nó là chính tài. Được chính tài nâng đỡ, nên là các bác nào vẫn còn đang làm ăn kinh doanh hoặc đang trợ giúp con cháu thì cũng vẫn túc tắc có tiền nhé, vẫn túc tắc có tiền. Vẫn có được cái lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là tiền bạc cũng không phải là vấn đề mà các bác phải suy nghĩ quá nhiều. Thêm nữa, chúng ta có Ất gặp Canh thì nó là chính quan. Cái chính quan nó nâng đỡ, nên là nó cũng nói lên rằng là gì? Thời gian này các bác cũng có nhiều cái mối quan hệ tốt, và có thể là gì? Là chỗ dựa cho con cháu, cũng như là gì? Có được cái tiếng nói ở cái gia đình, cũng như là gì? Trong các mối quan hệ khác. Đó. Vậy nên trong thời gian này thì để hóa giải cái tỷ kiên, cái thương quan, và để tăng cường cái chính tài và cái chính quan ấy, thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng. Đó là về cái âm dương ngũ hành, đúng không? Và các mối quan hệ thiên can địa chi. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái hệ thống sao hạn của năm. Thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng, năm nay là 81 tuổi, gặp cái sao Thủy Diệu, đúng không ạ? Gặp cái sao hạn là sao Thủy Diệu, và gặp cái hạn năm là cái hạn toán tận. Những người tuổi Ất Dậu thì năm nay không bị phận tam tai nhé, không bị phận tam tai. Thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu thì là 81 tuổi, đúng không ạ? Gặp sao Thủy Diệu. Thì quý vị biết ấy, sao Thủy Diệu hay còn gọi là cái Thủy Đức Tinh Quân, nó chủ về gặp cái đại hạn đi xa. Chủ về gặp đại hạn, nhưng mà đi xa thì có của. Cái sao Thủy Diệu nó là cái sao phúc lộc, nhưng lại là sao xấu với nữ. Gặp cái sao này chiếu mệnh thì những gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng ấy, nói chung là năm nay cũng không được tốt. Dễ gặp cái nạn liên quan đến sông nước, dễ gặp những điều tiếng thị phi. Đó. Vậy nên trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng trong cái lời ăn tiếng nói hàng ngày. Tuyệt đối không nên để xảy ra những cái tranh chấp hay là cãi cọ mà chỉ dẫn thiệt thân mà thôi. Và cái sao này, sao Thủy Diệu nó xấu nhất vào cái 2 tháng, đó là tháng 4 và tháng 8 lịch. Tháng 4 là tháng Tân Tỵ và tháng 8 là tháng Ất Dậu. Đây là 2 tháng xấu nhé, mà quý vị cần phải lưu tâm. Xét về cái hạn năm thì ở 81 tuổi, đúng không? 81 tuổi nữ mạng thì gặp cái hạn năm là cái hạn toán tận. Các cụ nói là gì? Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Cái hạn toán tận thì nó chủ về cái chuyện tiền bạc, cẩn thận gặp hao tài tốn của hay là ngộ độc đấy. Các cụ người xưa vẫn có câu thơ diễn tả về cái hạn toán tận như là gì? Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy cái hạn này nó xấu với nam hơn là với nữ. Nó thường xảy ra những cái tai nạn đột ngột bất khả kháng, cũng rất khó có thể đề phòng đấy và ứng phó được. Tuy vậy những người tuổi Ất Dậu nữ mạng ấy thì năm nay cái hạn này, gặp cái hạn này cũng cần phải hết sức lưu tâm và chú ý. Đây là một cái hạn lớn gây ra cái thiệt hại nặng nề về tiền bạc, tài sản, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia chủ cần phải hết sức lưu ý. Vốn cái toán tận nó là cái đại hạn chủ về cái tài sản, tiêu hao tài sản và không thể dự tính được trước. Và để tránh gặp những tác động xấu thì quý vị gì mỗi khi đi ra ngoài tốt nhất là cũng gì nên mang không nên mang theo quá nhiều cái đồ đạc tiền của, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu là được,
tránh bị cướp giật hoặc là tránh bị gì mất mát một cách oan uổng. Bên cạnh đó thì để hóa giải cái sao thủy rượu nó xấu tháng 4, tháng 8 cũng như là để hóa giải cái hạn năm là cái hạn toán tận ấy, thì những người tuổi Ất Dậu nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Mặt trước nó có chữ vạn của nhà Phật, đúng không ạ? Tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn sự cát tường. Mặt sau là chữ phúc để tăng cường phúc đức của gia tiên mà mang lại cái may mắn. Đặc biệt năm Ất Tỵ là cái năm công ngũ hành là phúc đăng hỏa, đó, tức là ngọn lửa trên bàn thờ đấy. Thì với cái hình tượng là cái viên ruby này, ruby đỏ là cái hình tượng ngọn lửa, đó. Vậy nên nó cũng sẽ mang lại cái may mắn, tài lộc đấy, nhờ cái phúc phần của gia tiên. Bên cạnh đó, đây là cái đá ruby này là một cái loại đá có mang cái năng lượng dương cao. Vì vậy khi mang theo bên mình nó sẽ giúp gia chủ tăng cường được sức khỏe, tăng cường được may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc. Hơn nữa, vật phẩm Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9149 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng. Thưa quý vị, trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy lại có lưu niên quan phủ và phi liêm nó nhập mệnh. Nó báo hiệu tình trạng sức khỏe của gia chủ nói chung ấy không được suôn sẻ và không được tốt lành cho lắm. Tuổi tác thì càng cao thì cái phương diện sức khỏe còn không được đảm bảo và nó càng ngày gì càng yếu, và các bác cũng cảm nhận rõ cái điều này đúng không ạ? Vậy nên những người tuổi Ất Dậu cần phải rèn luyện thể dục thể thao. Các bác có thể tham gia vào những câu lạc bộ của người cao tuổi ấy. Thứ nhất là để gì, để tăng cường cái sức khỏe của mình. Thứ hai là để có cái không gian kết nối để tạo ra những câu chuyện đấy, và có được cái tập thể để mình sinh hoạt. Từ đó cũng sẽ gì giúp cho tinh thần được thoải mái phấn chấn hơn, thì sức khỏe nó cũng được cải thiện đáng kể. Ở trong thời gian này thì các bác cũng cần phải duy trì cái tinh thần vui vẻ. Ở tuổi này thì nói chứ đừng có để đau ốm thường xuyên, vì gì nó càng đau ốm nhiều thì càng hại đến bản thân. Thưa quý vị, như vậy là gì, trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì xét về các mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành thì trong năm nay nó báo hiệu một năm những người tuổi Ất Dậu có gia đạo khá là bình yên, trong ấm ngoài êm, duy chỉ có vấn đề sức khỏe là các bác cần phải lưu tâm, bởi vì gì? Ở cái tuổi này thì không tránh khỏi cái chuyện ốm đau bệnh tật. Sức khỏe là cái tài sản vô giá quyết định cái độ hạnh phúc của tuổi già. Có thể thấy cái việc chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao ấy, chăm sóc sức khỏe chính là cách đối xử tốt nhất với bản thân, mà còn là cách gì để gì giúp đỡ mọi người trong gia đình và xã hội nữa. Nếu mà có sức khỏe tốt thì gia chủ sẽ giữ được cái thế chủ động trong cuộc sống, không cần phải phụ thuộc quá nhiều cái sự giúp đỡ của con cái hay là những người thân. Hơn nữa, thể chất tốt nó cũng góp phần cải thiện cái sức khỏe tinh thần đấy. Ngoài thể chất nó bị giảm sút thì sức khỏe tinh thần ở độ tuổi này thì cũng cần phải được quan tâm. Quý vị hãy tự tạo cái thói quen tìm kiếm cho mình những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp cho tâm trạng được thoải mái hơn. Tuổi Ất Dậu nữ mạng hãy dành thời gian này để cảm nhận từng khoảnh khắc gia đình sum vầy. Bên cạnh đó, trò chuyện và chia sẻ với những người thân, duy trì cái tình cảm gia đình gắn kết sẽ được gì ươm mầm cho cái cảm giác bình yên hạnh phúc của tuổi già đó. Thưa quý vị, đó là vận trình tổng quan của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Và bây giờ Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ xét chi tiết từng tháng nhé. Thì đầu tiên chúng ta xét là tháng Giêng. Tháng Giêng đó là tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần ấy, thì đây là một cái tháng mà gì có cái lưu niên nó lâm vào đất tuyệt. Lưu niên lâm đất tuyệt. Vậy nên nó sẽ trực tiếp tác động đến bản mệnh. Những gia chủ tuổi Ất Dậu có thể là cảm thấy nhiều cái việc đang nó lâm vào cái bế tắc. Đang làm thì nó gặp nhiều cái sự cố bất ngờ nó xảy ra, khiến cho gia chủ phải mất rất nhiều thời gian để mà ứng phó. Lại có cả hung tinh Kình Dương đó, và gì Kình Dương nó án ngữ nữa. Nên là chủ về cái tai họa thương tật ở trong tháng này. Những gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng cần phải hết sức trong vấn đề đi lại. May mắn là trong tháng này lại có gì phúc đức thiên đức và cái sao lực sĩ, nên là sức khỏe thì quý vị nó cũng sẽ được hóa giải phần nào. Chỉ cần quý vị chú ý đi lại đấy, và tránh cái họa huyết quan là sẽ được ổn thỏa. Thêm nữa, cái sao thiên đức và cái sao phúc đức trong tháng Giêng ấy thì nó cũng báo hiệu là cuộc sống của những người tuổi Ất Dậu nữ mạng có phần là may mắn hạnh phúc.
ít có chuyện hung hiểm, lại gặp hung thì hóa cát, và gì như là có gì có một vị thần hộ mệnh ở bên cạnh. Nói chung ấy, với những người tuổi Ất Dậu thì cái tháng này là một cái tháng cũng khá là tốt nhé, khá là tốt. Đó. Tiếp theo chúng ta xem tháng 2 âm lịch, nó là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão thì có cục diện Mão Dậu tương xung. Đấy. Nói chung ấy, cái cục diện tương xung này nó cũng mang lại nhiều cái khó khăn, nhiều cái trắc trở, thị phi, tai ách cho những người tuổi Ất Dậu 1945. Thêm nữa lại có lưu niên thai nó nhập mệnh, lại lưu niên thai nó nhập mệnh. Vậy nên nó cũng sẽ tác động rất nhiều đến gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng. Quý vị cần phải cẩn trọng, không nên tin lời đồn thổi thị phi mà rước bực vào người. Nhất là khi đưa ra quyết định làm việc ấy, đặc biệt là những việc đầu tư đưa tiền bạc ra ấy, thì cần phải kiểm chứng rõ ràng, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu. Thêm vào nữa, trong tháng này thì sức khỏe của gia chủ không tốt, do là gì? Chúng ta có Mão Mộc gặp Dậu Kim, Kim Mộc là xung khắc. Nói chung là sức khỏe nó bị giảm sút, lại các mối quan hệ thì nó cũng gì gặp nhiều cái trắc trở, xung khắc. Thậm chí là gì nó có những cái căn bệnh dai dẳng. Đấy. Vậy nên là gì khó có thể là gì khó có thể là bình yên được. Nhưng mà may mắn ấy thì lại có cái liên lộc tồn, nó báo hiệu là tháng này cũng có lộc này, cũng có lộc này. Đấy, cũng có lộc, và nó có thêm cái liên bác sĩ nên nó cũng hóa giải phần nào những cái khó khăn về bệnh tật. Đấy, sức khỏe thì gì nếu có gặp vấn đề gì thì cũng sẽ được gì thì cũng sẽ được gì sớm chữa khỏi. Nói chung ấy, cái tháng này là một cái tháng mà những người tuổi Ất Dậu cần phải lưu tâm nhé, lưu tâm đặc biệt là vấn đề sức khỏe của mình. Sức khỏe là cái vấn đề quan tâm hàng đầu. Tiếp đến chúng ta xét tháng 3. Tháng 3 là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn chúng ta có Thìn Dậu nhị hợp, đúng không ạ? Cái cục diện lục hợp này nó cũng sẽ mang lại nhiều cái mối quan hệ tốt lành, may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó lại gì được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là ấy, trong thời gian này quý vị sẽ gặp được nhiều chuyện hanh thông thuận lợi. Thêm nữa lại có lưu niên nó lâm đất dưỡng. Đấy. Nó cho thấy là bản mệnh gì là một người rất là nhiệt huyết, cẩn thận. Tuy nhiên cái thái độ cứng nhắc, thiếu cởi mở trong cái thời gian này cũng có thể khiến cho các mối quan hệ của những người tuổi Ất Dậu cùng những thành viên trong gia đình lại đôi khi có sự căng thẳng. Bên cạnh đó lại có thêm hung tinh là Đà La. Đà La nó cản trở nữa, nó sẽ gây tổn thất khá là lớn cho những người tuổi Ất Dậu trên cái phương diện đặc biệt là sức khỏe và tinh thần. Đó. Tinh thần của quý vị thì cũng không được tốt, đôi khi sẽ cảm thấy buồn lòng về một số chuyện đã qua. Quý vị hãy nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác bức xúc đó ngay. Quý vị nên nhớ là gì không nên âu sầu và lo lắng vì những cái chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì quý vị mới có được cái sức khỏe tốt. Thêm nữa lại cái thêm cái lưu niên quan phủ và cái trực phù nữa. Đấy. Vậy nên cũng nhắc nhở những người tuổi Ất Dậu trong cái tháng 3 âm lịch ấy thì cũng cần phải chú ý liên quan đến cái chuyện pháp luật công quyền đó, hoặc là ký cá giấy tờ cũng cần phải hết sức lưu tâm đó. Nhưng mà tổng quan lại cái tháng 3 này thì cũng là một cái tháng cũng khá là may mắn ấy, khá là may mắn đó. Đây cũng là một cái tháng tốt đấy, quý vị chỉ phải chú ý về sức khỏe thôi nhé. Ở cái tuổi này chủ yếu là sức khỏe đấy, có sức khỏe là có tất cả. Quý vị không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc hay là gì, hay là cái chuyện là tiền bạc hay là cái công danh sự nghiệp nữa. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 4 là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ để chúng ta cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Tháng này được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ nên là các mối quan hệ nó cũng khá là hài hòa, tốt đẹp. Bên cạnh đó lại có lưu niên trường sinh nó nhập mệnh. Vậy nên là trong tháng này thì gia chủ sẽ may mắn, đấy may mắn, sức khỏe thì ổn định hơn trong thời gian trước rất là nhiều. Nói chung ấy, cái tháng 4 âm lịch thì những gia chủ tuổi Ất Dậu không phải khổ tâm lo nghĩ về cái vấn đề trong cuộc sống tiền bạc. Con cháu thì ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nhưng trong tháng này lại có lưu niên phục binh và thái tuế nó chiếu mệnh, nên là gia chủ cũng cần phải chú ý về đồ đạc kẻo gây mất trộm mất cắp. Đầu tư vào đâu thì cũng phải tìm hiểu kỹ càng, kẻo lại gặp lừa đảo dẫn đến chuyện là tiền mất tật mang. Đấy. Vậy nên là gì trong thời gian này thì nói chung ấy, sức khỏe nó cũng tốt hơn. Đấy, sức khỏe tốt hơn, nhưng mà quý vị cần phải chú ý về các vấn đề, các mối quan hệ. Đây cũng là một cái tháng tốt nhá. Đó. Tiếp theo chúng ta xem tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ ấy, thì chúng ta có gì Ngọ Hỏa gặp Dậu Kim, hơn nữa Ngọ gặp Dậu lại là cục diện là gì, cục diện tương phá. Vậy nên là trong cái tháng này nó cũng gặp nhiều cái trắc trở khó khăn đấy. Thêm nữa lại gì gặp cái lưu niên mộc dục. Lưu niên mộc dục
lại thêm có cái thiếu dương chiếu mệnh, nên là nó cũng sẽ hóa giải phần nào. Báo hiệu trong tháng này thì những người tuổi Ất Dậu nữ mạng sẽ nhận được nhiều cái phúc đức, gia đạo thì an vui, có thể đón hỷ sự trong gia đình như là thêm thành viên mới, hay là có chuyện cưới xin trong nhà, hoặc là gì con cái làm ăn thì lại gặp được nhiều cái phúc lộc đấy. Tuy nhiên vẫn có lúc xảy ra những khúc mắc, đôi khi thiếu đi cái hòa khí khi mà các thành viên trong gia đình ấy lại không tìm được cái tiếng nói chung. Lúc này thì những gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng nên đứng ra điều hòa và phân xử hợp lý, không nên mặc kệ kẻo lại gì hạnh phúc gia đình nó bị tan vỡ. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại gặp cái đại hao là ăn ngữ, vậy nên nó cũng cho thấy cái sự hao hụt về tài chính của bản mệnh đấy. Có thể là do là gì quý vị đầu tư bị thua lỗ, cũng có thể là do là làm ăn thì bị gì thất bát, hoặc là gì tốn tiền bạc để điều trị bệnh tật đấy. Vậy nên là gì quý vị cần phải lưu ý nhá về sức khỏe của mình đó. Tiếp đến chúng ta xét tháng 6. Tháng 6 là tháng Quý Mùi. Trong tháng Quý Mùi này thì chúng ta có Mùi Thổ sinh cho Dậu Kim, nó được cục diện tương sinh, nhưng mà nó lại gặp cái ông Tăng Môn và cái ông Bệnh Phù. Đấy, Tăng Môn nó chủ về cái chuyện là đau buồn ấy. Đấy, lại thêm cái ông Bệnh Phù nữa chủ về chuyện bệnh tật. Nhưng bên cạnh đó lại có liên quan đới, nó nhập mệnh, nó chủ về cái hỷ sự và phú quý. Ở cái tuổi này thì những người tuổi Ất Dậu nữ mệnh ấy có thể an tâm hưởng phúc và sống quây quần bên gia đình, giúp đỡ và trông nom con cái. Đấy. Tuy nhiên trong cái tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu tâm đến sức khỏe của mình bởi cái sự xuất hiện của bệnh phù và cái lưu niên tăng môn. Có thể là sẽ trong tháng này sẽ bị bệnh rất nặng đấy, rất nặng. Vậy nên quý vị cần phải chú ý về sức khỏe, không được chủ quan, không được coi thường. Đấy. Nếu thấy dấu hiệu bất thường ở trong cơ thể thì cũng nên đi khám ngay. Kẻo nặng quá thì lại gì dễ trở nên những cái biến chứng khó có thể chữa trị được. Quý vị cũng nên cẩn thận trong việc đi lại, tham gia giao thông, tránh những cái tai nạn, những sơ sẩy không đáng có đó. Nói chung trong tháng này thì quý vị chú ý về vấn đề sức khỏe nhé, sức khỏe. Còn tháng này thì các mối quan hệ thì nó cũng khá là tốt đấy. Tiếp theo chúng ta xem tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch nó là tháng Giáp Thân, chúng ta cùng diện là Thân Dậu Tuất là Tam Hội. Nói chung trong tháng này thì các mối quan hệ khá là hài hòa, tốt đẹp. Nhưng mà trong tháng này lại có lưu niên lâm quan nó nhập mệnh. Đó. Cái lưu niên lâm quan nó cho thấy là trong tháng này thì quý vị duy trì được cái năng lượng tích cực trên mọi khía cạnh. Lại có thêm cái ông hỷ thần và thiếu âm thiên việt nó chiếu mệnh nữa. Nên là trong thời gian này quý vị có được nhiều cái sự tích cực, càng vui vẻ thì lại càng có nhiều cái tài lộc, gia đạo lại càng yên ấm. Con cháu thì ngoan ngoãn giỏi giang, cũng mang lại cái niềm vui và cái niềm tự hào cho những người tuổi Ất Dậu nữ mạng. Gia chủ cũng nên chủ động chia sẻ tâm sự với những người thân để gì có một cái tâm lý thoải mái hơn, hoặc là giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, tham gia vào những câu lạc bộ của người cao tuổi ấy, để gì có được cái sự giao lưu kết nối và có được cái môi trường hoạt động để gì giúp cho cái tinh thần nó được phấn chấn hơn, vui vẻ hơn, đồng thời nó cũng sẽ giúp cho gì tăng cường cái sức khỏe của bản thân nhiều hơn đó. Đó là cái tháng 7. Tiếp theo là tháng 8 là tháng Ất Dậu. Trong tháng 8 Ất Dậu ấy thì có cái lưu niên Đế Vượng nó nhập mệnh. Đế Vượng nhập mệnh. Vậy nên là trong thời gian này thì nó sẽ xảy ra nhiều cái trắc trở. Hơn nữa lại có ông Quan Phù với ông Phi Liêm này. Đấy. Nó xảy ra những cái tranh chấp, đấy, những cái đấu tố liên quan đến giấy tờ. Gia chủ cũng cần phải gì hết sức thận trọng trong việc ký kết hợp đồng. Hoặc là gì? Nếu có của ăn của đẻ, có của cải, có đất đai chia cho con cháu ấy, thì cũng nên cẩn thận nhé. Cẩn thận. Kẻo sinh ra những chuyện tranh cãi. Không những là gì nó không suôn sẻ mà lại xảy ra nhiều khúc mắc, đặc biệt là những nhà mà có nhiều anh em con gái đó. Nói chung ấy, tháng này cũng là một cái tháng mà ảnh hưởng lớn của cái sao Thủy Diệu. Thủy Diệu nó xấu vào tháng 4 và tháng 8 đó, tháng 4 và tháng 8. Nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm, tránh những chuyện thị phi tai ách khẩu thiệt trong thời gian này. Quý vị nên gì? Nên kìm hãm một chút. Đấy, kiềm chế cái cảm xúc của mình một chút, đừng có gì hành động theo cái cảm xúc mà lại gì dẫn đến hỏng việc nhá. Tiếp đến chúng ta xếp tháng 9 là cái tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất chúng ta có Dậu gặp Tuất là cục diện là lục hại. Nó lục hại đúng không ạ? Vậy nên là gì? Nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái trắc trở. Hơn nữa, lại có lưu niên suy nó nhập mệnh. Lưu niên suy nhập mệnh. Lại có thêm cả cái ông Tử Phù nó đến nữa. Vậy nên là gì? Nó sẽ ảnh hưởng xấu cái vận trình đi xuống. Những người tuổi Ất Dậu nữ mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, đặc biệt là khi đối diện với những cái biến cố trong cuộc sống. Những người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều đấy, bởi mọi chuyện thì đâu sẽ có đó. Người cao tuổi thì thường gặp phải vấn đề về tim mạch, huyết áp và hệ thần kinh. Quý vị cần phải rèn luyện sức khỏe của mình một cách hợp lý,
không nên làm việc quá sức đó. Bên cạnh đó thì lại có cái sao Tấu Thư thì nó cũng báo hiệu là có một vài cái tin vui nó kéo đến đấy. Vậy nên quý vị cũng không cần phải quá lo lắng nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi chúng ta có Dậu Kim gặp Hợi Thủy, Kim Thủy tương sinh nhưng nó lại là gì? Là sinh xuất. Vậy nên là gì? Trong thời gian này những người tuổi Ất Dậu cũng khá là mệt mỏi, lại thêm gì? Nguyệt lệnh nó là một đất bệnh nữa, nên là có thêm cái liên quan tuế phá, nữa, vừa bệnh vừa tuế phá, nên là nó có nhiều cái hung tinh nó kéo đến. Vì vậy mà nó báo hiệu tình hình sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu nữ mệnh trong thời gian này nó cũng không được như trước nữa. Gia chủ thường xuyên đau ốm và kém ăn kém ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cho cơ thể bị gì suy nhược. Nhiều vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của gia chủ. Và để hạn chế cái điều này thì những người tuổi Ất Dậu cần phải có luyện tập cho mình một cái thói quen buông bỏ những gánh nặng, đừng có để cảm xúc nó chi phối cái hành động của mình. Khi mà gặp vấn đề thì gia chủ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân, sự chia sẻ của con cái hoặc là gì, những cái người bạn của mình. Không nên ôm đồm mọi thứ vào lòng kẻo là gì gặp những chuyện không hay đó. Nói chung ấy, những người tuổi Ất Dậu thì cần lưu ý chủ yếu về sức khỏe của mình nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 11 âm lịch, nó là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý chúng ta có Tý gặp Dậu là cục diện tương hình. Vậy nên là trong tháng này ấy, thì nó cũng gì gặp nhiều cái khó khăn trắc trở đấy. Sức khỏe thì đi xuống, và các mối quan hệ nó cũng gặp nhiều cái trắc trở. Thêm nữa lại có lưu niên là một đất tử nữa, lưu niên tử nó nhập mệnh. Vậy nên khiến cho các phương diện của những người tuổi Ất Dậu gặp nhiều cái rắc rối không ngờ. Gia chủ có thể vì dồn nén cái tâm sự quá nhiều trong lòng mà sinh tâm bệnh, khiến cho gì sức khỏe bị sa sút. Cứ lo nghĩ làm gì các bác, thời gian này cứ thoải mái đi đó, không phải lo nghĩ quá nhiều. Cái việc gì khó thì cứ nói với con cháu đó. Nếu mà con quý vị lo nghĩ quá nhiều thì dễ bị ốm đau bệnh tật. Gia chủ trong thời gian này cũng nên chú ý đến cái việc đi lại kiểu va vấp và thì sẽ bị ngã quỵ và rất có hại cho sức khỏe. Bên cạnh cái việc tích cực rèn luyện thể dục thể thao điều độ, suy nghĩ lạc quan thì quý vị cũng cần phải ăn uống no đủ đầy chất dinh dưỡng. Quý vị có thể gì tăng cường cái chuyện là gì tu dưỡng sức khỏe, tu nhân tích đức siêng năng, chú đáo làm việc lễ bái tổ tiên. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên đi đình đền miếu phủ chùa chiền để gì cầu bình an sức khỏe cho mình cũng như là mọi người trong gia đình. Trong tháng này thì cũng có lưu niên tiểu hao, vậy nên quý vị cũng cần phải chú ý nhé. Có thể là gì quý vị sẽ gặp phải là cái tiểu hao nó hao tốn về tiền bạc, đôi khi là do chữa bệnh hay là gì do bị mất mát tiền bạc do những cái chuyện là không cần thiết. Thêm nữa trong thời gian này ấy, thì quý vị cũng may mắn là có cái sao Long Đức và Thiên Khôi nó chiếu mệnh. Vậy nên là gì nó cũng sẽ đem lại cho những người tuổi Ất Dậu nữ mạng một cái tinh thần khá là lạc quan phấn chấn để giải quyết những cái khó khăn trong thời điểm hiện tại. Nên là quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nhé, vẫn luôn có quý nhân bên cạnh. Đấy, Thiên Khôi là gì? Là dương quý nhân đó. Còn Long Đức thì là một cái sao tốt, nó chủ về cái sự may mắn, đấy, chủ về cái sự sáng sủa. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 12 âm lịch là tháng Kỷ Sửu. Thì đây là tháng cận Tết đó, nhiều việc nó phải lo toan. Nhưng mà quý vị cũng không nên suy nghĩ quá nhiều đó. Việc gì khó thì cứ để cho con cháu lo. Trong tháng này thì nó có lưu niên là một đất mộ, lại thêm gì? Lại có thêm cái hung tinh bạch hổ, và cái gì cái bạch hổ hung tinh này nó cũng sẽ báo hiệu trong cái tháng này thì cái vận thế nó cũng không tốt với những người tuổi Ất Dậu. Bản mệnh đã là người có tuổi, sức khỏe đôi khi sẽ xuất hiện một vài cái vấn đề nó bất ổn, ví dụ như là nhức mỏi xương khớp này, chức năng gan thận nó cũng bị suy giảm, đôi khi ấy, thì ăn uống nó cũng khó. Vậy nên trong thời gian này quý vị cần phải có một cái thái độ lạc quan khi mà đối diện với những vấn đề này, đồng thời cũng phải chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường cái sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cho cơ thể bị mệt mỏi. Nhưng mà may mắn trong tháng này vẫn còn có sao Thanh Long nó chiếu mệnh. Vậy nên ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ có được cái cát tinh nó tương trợ giúp đỡ, nên là những cái khó khăn nó cũng bớt đi được phần nào với những người tuổi Ất Dậu nữ mạng. Thêm nữa lại được có cục diện tam hợp là Tị Dậu Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nên là cái tháng này cũng là một cái tháng tốt nhé, đấy, quý vị. Nói chung ấy thì cũng cần phải lưu ý về sức khỏe của mình thôi. Còn các mối quan hệ và cái vấn đề tiền bạc thì quý vị không phải lo. Đấy, nó vẫn có gì,
có được những cái tín hiệu đáng mừng như có thiên tài này, có thiên tài là chiếu mệnh, cũng như là gì, có được sao Thanh Long nó hỗ trợ nữa. Đó là toàn bộ về cái vận trình tử vi chi tiết trong năm 2025 tuất Ất Tỵ của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữa mạng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng trong 12 tháng của năm 2025 năm Ất Tỵ. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn cho công việc cũng như là trong cuộc sống, để quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào, hóa giải được những vận hạn xung sát thị phi và tăng cường cái may mắn tài lộc cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.